anh chị và ban tổ chức xin phép được thay mặt cho gia đình đỡ lời cho chị đoàn hoa của chúng tôi trong buổi chiều hôm nay. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm chân thành nhất của toàn thể quý vị anh chị, quý vị cho bác đã không quản ngại đường xá xa xôi, ngoài trời thì còn mưa gió, đã đến để chung vui và chúc mừng lễ Thần Gia Đại Cát Đại Lộc cho anh chị của chúng tôi trong buổi chiều hôm nay. Là đại là niềm vui cho đại gia đình của anh chị đoàn hoa của chúng tôi trong buổi chiều hôm nay. Và quý vị sẽ hướng mắt về phía cổng tiệc tân gia của anh chị đoàn hoa để chào đón anh chị đoàn hoa trở về sân khấu để ra mắt và cảm ơn toàn thể quý vị anh chị, quý vị cho bác trong buổi trưa hôm nay ạ. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị và anh chị đoàn hoa, để đáp lại những tình cảm thân thương nhất của toàn thể quý vị, anh chị sẽ lên sân khấu và có chén rượu và lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Và hôm nay anh chị đoàn hoa cũng có tìm được ngày lành tháng tốt và tổ long trọng tổ chức một buổi tiệc tân gia. Và sự hiện diện của quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay là niềm vinh dự cho gia đình anh chị, là niềm hạnh phúc của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin mời anh chị sẽ nhanh chân dẻo bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị và có đôi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị, đây là anh chị đoàn hoa, là chủ nhân của ngôi nhà mới của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Xin toàn thể quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón anh chị quý vị ơi. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là nhà là mái ấm, là nơi trốn bình yên, là nơi chứa đựng những tình cảm thiêng liêng nhất của một gia đình, là nơi mà chúng ta muốn trở về sau những ngày lao động vất vả mệt nhọc ở bên ngoài. Cũng chính vì lẽ đó, anh chị đoàn hoa sau nhiều thời gian nỗ lực cố gắng tích góp thì anh chị cũng đã xây dựng được một ngôi nhà khang trang, một mái ấm hạnh phúc. Và hôm nay có sự hiện diện và chúc mừng tân gia của toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay là niềm hạnh phúc của anh chị đoàn hoa của chúng tôi. Vâng, thưa toàn thể quý vị, trong một cuộc đời của mỗi một con người chúng ta có 3 đến 4 việc lớn, đúng quý vị? Vâng ạ. Việc lớn đầu tiên, anh chị sinh ra và lớn lên, anh chị đã xây dựng gia đình với nhau ạ. Vâng. Và việc thứ hai là anh chị đã có những người con của anh chị. Và việc thứ ba, lớn thứ ba thì trong đời quý vị cũng đã thấy ạ. Vâng. Anh chị cùng nhau nâng niu tích góp từng đồng từng hào và xây dựng được một ngôi nhà thật là khang trang trong buổi trưa hôm nay. Và đặc biệt là có sự chứng kiến hiện diện của toàn thể quý vị anh chị đã đến để uống những chén rượu chúc mừng ngôi nhà mới lễ Thần Gia Đại Cát Đại Lộc của anh chị, là niềm vui cho đại gia đình của anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trong tất cả các lý do đó, ban tổ chức xin trân trọng công bố lễ Thần Gia Đại Cát Đại Lộc gia đình anh chị đoàn hoa chính thức được bắt đầu ạ. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là an cư thì mới lạc nghiệp. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chúng ta muốn có một sự nghiệp phát triển bền vững và lâu dài thì đòi hỏi mỗi con người chúng ta phải có một mái ấm thật là hạnh phúc. Cũng chính vì lẽ đó, anh chị đoàn hoa cũng đã cố gắng nỗ lực rất là nhiều và hôm nay anh chị cũng đã xây dựng được một ngôi nhà rất là khang trang trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, đó là sự cố gắng nỗ lực, là sự đồng vợ đồng chồng. Vâng, thưa toàn thể quý vị anh chị, và để tiếp theo chương trình trong buổi lễ mừng tân gia Đại Cát Đại Lộc của chị đoàn hoa của chúng tôi trong buổi trưa hôm nay thì có những người thân trong gia đình, có những người em và người cháu có những món quà để gửi tặng cho anh chị trong buổi trưa hôm nay. Và chúng ta sẽ hướng mắt về sân khấu để chào đón món quà đầu tiên ạ. Món quà đầu tiên đến từ gia đình cậu Xuân Thùy ạ. Và gia đình cậu Xuân Thùy có một món quà thật là ý nghĩa được gửi tặng cho anh chị của mình. Xin trân trọng kính mời gia đình cậu ạ. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, trên sân khấu là món quà rất là ý nghĩa đến từ gia đình cậu Xuân Thùy gửi tặng cho anh chị đoàn hoa trong buổi trưa ngày hôm nay. Đây là giây phút hạnh phúc nhất của anh chị đoàn hoa, đúng không ạ? Và đặc biệt là có sự chứng kiến của toàn thể quý vị video những khoảng khắc cho gia đình của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Và món quà thứ hai, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình cậu Thêm Trúc ạ. Và xin trân trọng kính mời gia đình cậu Thêm Trúc có một món quà thật là ý nghĩa để gửi tặng cho anh chị của mình trong ngày tân gia Đại Cát Đại Lộc của anh chị, của đại gia đình anh chị chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Xin trân trọng kính mời ạ. Và xin mời món quà đến từ gia đình cậu Út Kiệt. Gia đình cậu Út Kiệt cũng có món quà rất là tươi thắm, một món quà ý nghĩa để gửi tặng cho anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và chúng ta sẽ nán lại trên sân khấu để Văn Thỏa TV sẽ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay.
vâng, và xin mời món quà đến từ gia đình cháu Cường Khánh. Vâng, rất là có nhiều món quà đúng không ạ? Và toàn thể quý vị vẫn không ngừng hướng mắt lên sân khấu. Và đây là những bó hoa thật là tươi thắm đúng quý vị ơi. Để cùng chung chia niềm vui, niềm hạnh phúc của ông chị đoàn. Gia đình cháu Cường. Vâng, xin cảm ơn những món quà đến từ gia đình, đến từ các em, đến từ các cháu. Xin cảm ơn món quà đến từ gia đình cậu Xuân Thùy, gia đình cậu Thêm Trúc, gia đình cậu Út Kiệt, gia đình cháu Cường Khánh và gia đình cháu Tranh Thảo. Và toàn thể quý vị, nỗ một tràng vào tay để rớn ông quý vị ơi. Vâng ạ, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Và bây giờ thì anh chị đoàn hoa, vâng ạ, có một chén rượu nhạt của gia đình. Anh chị sẽ có chén rượu để nâng lên và cảm ơn toàn thể quý vị quan khách đã không quản ngại đường xá xa xôi, bớt chút thời gian vàng ngọc đến để chung vui lễ tân gia đại cát đại lộc ngôi nhà mới của anh chị trong buổi trưa hôm nay ạ. Vâng. Cơ ba mở xem nừng sò kháo sốt kháo pá lọ chúc hở ý ai sầu hở văn hơn nà phá mặn xung hải xung em ơi có khay có bấy nà bia băng càn mắt tủng bốc bua cho hơn xung làn mở và áo chén đầu cho mơ hơn mở của chứ đầy à xung hải xung em ơi. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chị chúng ta rót đầy chén rượu ạ. Chúng ta rót đầy chén rượu và chúng ta sẽ nâng lên và chúng ta sẽ hô cùng với MC ạ. 1 2 3 rô 2 3 rô 2 3 cạ 2 3 3 2 3 chúc mừng tân gia đại cát đại lộc được không ạ? Quý vị ơi, toàn thể quý vị ơi, cánh tay và chén rượu đâu ạ? Hôm nay phỏng lăng hơi yếu. Cánh tay và chén rượu xung mải xung em đó. Nâng cao chén rượu nào quý vị ơi. Chén nào cho mơ.